Ok, cái phi trường nó quá trời lớn bà con, mình xuống dưới rồi đó, coi như đám này nó chuyển hành lý xuống dưới này, chuyển hành lý xuống dưới này, coi cho những người mà đi ra ngoài, rồi còn cái chiều chuyển tiếp á thì mình khỏi không, mình cần là lấy cái chuyển tiếp đó, tại vì nó chuyển tiếp cho mình rồi, mình còn mất công lấy hành lý của mình, nhưng mình ra ngoài này để bắt đầu mình coi thử coi cái agent nào đó nó có thể giúp mình đi cái đoàn nguyên cái đoàn này đi ra ngoài để tham quan cái xứ thần tiên này, rồi cái xứ mà mấy anh đội cái khăn quả này bà con. Ok, đây thế giới của Hồi giáo, và cái ông vua mà ở đây thì ông cái đất là thương dân đó, ông sẵn sàng chia sẻ với người dân, tại vì ở đây nó có được cái dầu mỏ nó lớn đó, thì ông chia cái sự thịnh vượng của đất nước này cho mọi người dân, rồi bắt đầu họ xây dựng cái đất nước của nó, họ theo cái lối kiến trúc mới để kéo du khách tới. Bây giờ ở đây thì người ta sống được nhờ cái dầu hỏa, còn đất này đất sa mạc không à, nó cũng giống như Do Thái vậy á, sa mạc, nhưng mà được cái họ lại được cái may mắn là cái dầu hỏa nó quá nhiều đi, thì đang chỉ việc họ chỉ việc hút lên họ bán để nuôi dân đây cũng đủ đã rồi. Rồi không biết tương lai như thế nào, tại vì cái thế giới gì đang bắt đầu chuyển hướng qua cái phần điện này, phần điện nhiều, mình đã coi mấy mà cái nước mà sản xuất dầu hỏa nó không biết tương lai như thế nào, nhưng mà chắc chắn bắt buộc phải có thôi, tại vì máy móc rồi dù sao họ cũng phải cần có dầu nhớt, rồi những nơi mà không có thể mang điện tới thì bắt buộc là phải họ bắt buộc họ phải 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 xài tới dầu hỏa, không phải chỗ nào cũng có điện được ha bà con. Ok, ở tới đây bắt đầu có rất là nhiều đoàn tới họ để họ kêu gọi đi theo tour của họ đó, rồi nhận đây những thân nhân là những tour là cái cái phi trường nó lớn quá chừng đi, cái này đi cũng mỏi giò à. Ok, rồi bắt đầu mình tạm thời mình đứng máy nha, bây giờ bắt đầu mình ra cái